Xin chào bạn, tôi là Tố Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì vừa trước chúng ta đã vẽ cái sử dụng cái cột rớt để chúng ta vẽ bát thảo rồi bạn. Thì video này chúng ta sẽ tiếp tục vẽ, nhưng mà chúng ta sẽ vẽ cho nó đẹp lại bạn, bằng cách là tương tự như những cái phần mềm như là Corel hay là Illustrator, Photoshop nữa. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ pen để chúng ta vẽ đồ nét lại cho đẹp. Đây là bước số 2 ha. Thì ta nhập ảnh vô đi, file import nè. Thì bạn có thể lấy cái bức ảnh mà video trước chúng ta đã vẽ phác thảo rồi cũng được, hoặc là bạn hay là nhập một cái bức ảnh mới vào đây, bức ảnh mà các bạn có thể là chụp hình hoặc là bạn vẽ phác thảo trên cái giấy á. Đây, bước video trước ta làm tới đây nè, open rồi, xong bitmask ha, đây ok rồi, ta được như vậy rồi. Thì chúng ta có thể là vẽ cái bằng cái công cụ Polyline này, nó tương tự như công cụ pen nha. Thì đối với những bạn nào biết cái công cụ pen trong những cái phần mềm Illustrator hay Corel á, thì nó tương tự thôi. Thì bạn hãy click điểm thứ hai, nó sẽ hành đường thẳng, click một điểm mà giữ chuột trái rê thì sẽ hành đường cong. Còn khi bạn rê mà bạn giữ cái phím on toilet á, phím man á, thì bạn di chuyển thì nó sẽ thay đổi cái đường tiếp tuyến, hay gọi là cánh tay đòn á, một bên. Ok ha. Rồi, tôi nhắc sơ thôi để chúng ta làm cho nó nhanh. Rồi, vẽ thì bạn sẽ coi màu đen. Rồi, đây là cái màu đen nè. Rồi, cái nét vẽ là chọn nét vẽ gì tùy các bạn. Chỉnh sai ở đây, hoặc là bạn có thể là nhấn phím tắt chữ O. Chữ O á, sau đó bạn kéo qua trái phải để chỉnh cái độ lớn của cọ. Các bạn. Rồi, mặc định nó là 20. Ok rồi, 20 nè. Rồi ok. Nói chút về lý thuyết cho chúng ta rành một tí. Giờ chúng ta sẽ làm thôi. Thì vẽ với cái công cụ pen này, Polyline này, sử dụng chuột các bạn. Dễ lắm. Tôi quen dễ này rồi. Làm này nó nhanh mà dễ nè. Ta chỉ sử dụng bút khi nào chúng ta muốn vẽ những cái phác thảo hay là tô màu đó, những bạn muốn vẽ nghệ thuật á, thì chúng ta sử dụng cái bản vẽ Wacom thôi. Còn vẽ mà dạng công cụ pen với Polyline á, chúng ta sử dụng chuột nhanh hơn. Rồi, ta phóng to lên ha. Ctrl F hai lần, nhấn số 2 để phóng to lên. Rồi, ta vẽ nhanh thôi. Thì những cái nét khó chúng ta sử dụng cái công cụ Polyline này. Những cái con mắt rồi nè, những hình tròn thì chúng ta sử dụng cái vẽ hình elip, hình tròn, cái vòng chuỗi hạt ngọc trai nè. Rồi, tôi sẽ bắt đầu ở cái quên á. Trước khi bắt đầu á, tôi kiểm tra cái thuộc tính trong đây nè. Chúng ta sẽ bật thì chọn này lên, Rectangle, nghĩa là tất cả các nét đều chung một cái chung một đối tượng. Bạn lỡ quên thì sau này các bạn hãy chọn hết lại, các bạn nhấn Rectangle cũng được. Rồi có thể bật chế độ snap, bắt dính lên cái đường viền, snap to contour. Rồi ok. Rồi đầu tiên rồi. Ta nhấn click vô đây ha, click vô đây, sau đó ta nhấn Ctrl F hai lần. Cái nét này nãy ta vẽ nè, bạn hãy là sử dụng công cụ chọn xóa nó đi. Rồi, chúng ta sử dụng lại công cụ Polyline ha. Polyline chúng ta vẽ. Click một điểm ở đây. Click một điểm ở đây. Rồi, click một điểm ở đây. Rất là dễ. Click một điểm ở đây. Và rê chuột để tạo đường cong. Đến điểm này ha, trường hợp anh thấy cái đường cong nó bị sai đúng không, thì bạn có thể là để nguyên vậy luôn đi, một chút chúng ta sửa lại sao cũng vẫn được. Sau đó bạn tiếp tục đích một đây. Thật ra là khi bạn vẽ, bạn nhấn phím Ctrl+S để thay đổi cái đường tiếp tuyến này. Bây giờ thay đổi đường tiếp tuyến nè, nó dễ mà. Bạn cứ lít như thế ra vẽ từ từ thôi bạn. Rê chuột tạo đường cong. Giữ on toilet để tạo đường tiếp tuyến. Ok xong các bạn.
trường hợp cái này nếu có bị vấn đề gì thì bạn ấy là quét chọn lại thử. Sau khi xong rồi thì bạn phải lít vô đây, quên nữa, nó đang lít vô cái chấm đỏ nè bạn, cho nó kết thúc cái việc mà chúng ta vẽ cái đường, lưu ý ha. Rồi chọn lại cái đây, đây chỉnh là cái đường cong nè bạn, chỉnh một bên thì giữ phím Montelet. Rồi ok ha, chỉnh một bên giữ lại phím Montelet, dễ thôi. Rồi còn trường hợp con mắt á, thực ra cái này là lúc ban đầu chúng ta nên vẽ từng cái bộ phận trên một cái laser riêng các bạn, để sau này các bạn tạo chuyển động cho nó dễ. Tôi nói ví dụ ha, giả sử như cái tóc là một cái laser riêng, hai con mắt là laser riêng, rồi cái miệng hay mũi là laser riêng, rồi cái tai laser riêng, cái người laser riêng, nói chung những cái bộ phận nào mà sau này chúng ta muốn tạo chuyển động thì chúng ta phải làm trên từng cái laser riêng các bạn. Nhưng mà trong trường hợp này thì tôi ví dụ các bạn á, tôi hướng dẫn các bạn để bạn biết cái cách vẽ thôi, nên tôi làm chung một laser thôi, đỡ mất thời gian. Nhưng mà thực tế sau này chúng làm thì chúng ta tạo chuyển động, chúng ta phải làm gì hả bạn, trên từng laser. Rồi cái này có mắt hình tròn đúng không, bạn hãy chọn cái hình tròn clip nè, giữ phím shift cho nó ra hình tròn, giữ phím Montelet để cho nó vẽ từ tâm, vậy thôi. Tương tự như trên đây nè, đặt tại tâm, giữ phím shift, giữ phím Montelet, shift ra hình tròn. Antelet là nó sẽ là dễ từ tâm. Rồi ok ha. Xong thì bạn ấy là chọn cho nó di chuyển lại. Do này nãy tôi vẽ, tôi chọn trên một cái chọn trên một cái mặt phẳng á, tất cả đều black tan á, nên giờ chúng ta chọn lại hơi khó một chút. Nó sẽ bị dính đối tượng các bạn. Để tôi khuyến khích là sau này chúng ta nên vẽ từng đối tượng trên một laser riêng các bạn. Cái này chúng ta xóa là sao bạn? Ta xóa là sao? Ta sửa là sao? Hoặc là bạn hay là vẽ xong đi rồi chúng ta sửa là sao ha? Cho nó nhanh. Rồi tiếp tục ta tới những cái đường này. Đường này bạn sử dụng rết cũng được, hoặc là các bạn sử dụng Bodyline. Chúng ta đang học Bodyline thì chúng ta sử dụng Bodyline luôn cho nhanh. Rồi các bạn hay là lít đây. Muốn kết thúc thì bạn lít lại một cái ha, tôi quên. Ctrl Z để quay lại nếu làm sai. Dễ thôi. Nhớ là vẽ xong phải lít vô cái điểm màu đỏ này ha, để kết thúc cái nét vẽ của chúng ta. Rồi ok ha các bạn. Rồi tới chúng ta vẽ cái mũi đi. Cái mũi nha. Rồi okay. Cái mũi như thế này. Rồi như thế này. Rồi tới đến là cái miệng nè. Lưới là nãy chúng ta bật chức năng snap bắt dính lên ha các bạn. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc ra vô những cái đường line thì tự động nó sẽ snap thôi, bắt dính thôi. Rất là dễ. Với lại do những cái điểm này nãy chúng ta chọn chế độ là Contour Flatten á, nên nó sẽ gộp lại thành chung một điểm. Con mắt này bạn dùng cái cọ brush bằng vẽ cũng được. Rồi tiếp tục đi. Chúng ta tranh thủ đi cho nó kết thúc cái này luôn. Ok. Cái này các bạn có thể vẽ xuyên xuống được luôn được mà. Rồi tới đây cái xin lỗi, tới đây nếu kết thúc đó, thì các bạn hãy là lít vô đây. Rồi ta sẽ vẽ tới cái phần áo nha. Rồi chỗ này nó vẽ nó bị sai nè bạn, bạn hãy là thay đổi cái chọn lại đây kết thúc, xong đó các bạn lít lại đây cái nữa, đây bạn vẽ lại cái nét mới cho nó dễ. Rồi sau đó bạn vẽ xuống đây. Chúng ta đang vẽ cái áo đúng không, cái áo đây. Rồi ok. Rồi
ta tới cái tay đi bạn, cái tay thực ra các bạn vẽ xiên lên trên luôn cũng được các bạn, không nhất thiết là phải bắt đầu đây, bạn hãy vẽ xiên lên trên đây luôn cũng được nữa, cái nào dễ thì chúng ta làm thôi. Đây ta vẽ xiên lên trên đây luôn, quan trọng là cái nét ta vẽ các bạn cho nó tự nhiên thôi. Thì những bạn nào đã học qua những công cụ pen bên Photoshop hay là Corel thì chắc các bạn biết rồi. Này tôi quên tạo điểm gãy nè, giờ tôi select đây để kết thúc luôn đi, sau đó tôi vẽ cái nét mới. Đó là một cách làm lỡ người ta lỡ làm sai á. Đó, ok. Dễ ha bạn. Click đây kết thúc. Rồi, chúng ta còn một vài cái là xong rồi, gắn lên. Khi bạn thấy chưa có chế độ snap bắt chính đó, thì bạn rê cái chuột bạn tới thì nó sẽ hiện cái chấm tròn mà, chấm tròn màu trắng á. Chúng ta biết là chế độ snap đã kích hoạt ha, bắt dính. Rồi xong rồi. Còn những cái vòng tròn còn lại thì bạn có thể sử dụng cái công cụ Ellipse cho nhanh. Vẽ hình tròn thôi. Chọn tâm này, chữ Shift với Alt. Rồi, bạn hãy nhân đôi cũng được. Giữ Shift với Alt ha, cùng lúc để bạn vẽ những cái vòng tròn này. Bạn hãy chỉnh lại cái size cho nó nhỏ lại ha. Tùy các bạn. Rồi ok. Xong thì bạn hãy chọn để thay đổi cái vị trí lại, nhưng mà thường trong lúc vẽ bạn hãy thay đổi cái size lại, cái size kích thước cái cọ vẽ chúng ta cho nó nhỏ lại cũng được ha, tùy theo nét chúng ta vẽ. Rồi hai con mắt thì bạn có thể là vẽ một cái vòng tròn hoặc là sử dụng cọ rết gì đó tùy các bạn. Để bạn vẽ, nếu bạn sử dụng cái hình tròn này luôn thì bạn tăng cái gì, tăng cái size lên cho nó bự lên, cho các bạn lít một điểm là được rồi. Tôi làm hơi bự ha, đúng không? Cho nhỏ lên tí. Ok, thấy chưa, dễ mà ha. Rồi giờ chúng ta sẽ, các bạn hãy tiếp tục bạn sử dụng cái công cụ cutter để cắt những cái nào mà nó dư thừa, nó giao nhau các bạn. Như trường hợp này nè. Ok ha. Chúng ta sẽ qua đây ta kiểm tra cái nét kết của chúng ta. Chọn lasso nè. Rơi cho dễ nè. Đây là cắt những cái phần thừa nè bạn. Rồi chúng ta sẽ, còn này là gì? Dùng chuột để rê rồi. Xuyên xuống nhiều laser rồi. Ok ha, không có gì hết. Rồi các bạn hãy cắt những cái phần thừa của chúng ta. Để sử như đây nè. Thấy chưa? Dễ lắm. Đối với cái phần mềm Harmony này thì dễ lắm, bạn chỉ cần rê là nó sẽ cắt cái phần thừa tự động, nó sẽ xác định được cái phần nào giao nhau thôi. Như đây nè, tôi rê thử nè. Thấy chưa? Tự động nó sẽ xác định chúng ta cái phần nào giao dư thừa nó cắt thôi. Còn nó chưa biết thì nó sẽ hiện ra cái đường line màu xanh như lá cây nãy đó, để nó hướng dẫn các bạn là phải làm lại. Rồi ok ha, dễ quá dễ luôn. Sau khi xong rồi bạn hãy tạm ẩn cái laser dưới đi. Rồi chúng ta sẽ tô màu ha, tùy tùy các bạn thôi. Bạn hãy là đây là cái bài chúng ta. Cái màu nền của cái camera này nó hơi bị tối đúng không? Sẵn đây tôi hướng dẫn các bạn luôn. Bạn vào trong cái edit nè, reference. Bạn vào trong cái neural, chọn cái edit color, chọn cái layer nè, cái layer chỗ này nè các bạn, layer đây. Chọn là cái màu sáng lên tí. Ok. Thấy chưa? Thì cái nền cái camera view của bạn sẽ sáng lên. Rồi. Đây là cái kết quả cuối cùng của chúng ta vẽ bằng cái công cụ pen Polyline. Giờ chúng ta sẽ tô màu nhé. Thì trong quá trình vẽ, nếu các bạn cảm thấy cái nét vẽ chúng ta nó hơi bị cứng đó, thì bạn hãy sử dụng thêm cái Smooth Editor này. Nhưng mà tôi cảm thấy là nó đều đẹp rồi. Bạn hãy tăng cái Smooth Editor này lên, cường độ là mềm nè, tăng lên khoảng 150 luôn, 100 là tối đa rồi. Rồi bạn vẽ lên chơi cái nào mà bạn cần làm mềm á. Nhưng mà tôi cảm thấy nó là quá mềm rồi, nên thật ra chúng ta cũng không cần sửa gì đâu. Chúng ta vẽ bằng pen á, hoặc là bạn hãy sử dụng cái này, vẽ hình vuông cho nhanh. Thấy chưa? Thì nó sẽ, cái nào nó cần làm mềm thì nó sẽ làm mềm, nó bớt những cái điểm neo của chúng ta lại.
Ok ha. Rồi tao vẽ hồi tôi hầm mất tiêu cái con mắt luôn rồi bạn. Tao làm nhanh quá, tao làm mất tiêu con mắt luôn rồi. Thì chúng ta sẽ vẽ lại ha, bật lên lại. Sử dụng pen cũng được, bạn dùng brush cũng được các bạn. Còn brush thì bạn tăng cái size lên. Đây. Mà nhập ở đây cho chính xác nè, 50. Tăng lên đi, 60. Rồi ok các bạn. Rồi như là xong các bạn. Nó xem lại kết quả thằng cái có gì không. Chỉnh sửa nè. Rồi ok. Chúng ta sẽ thêm cái bảng màu vô cho nó thêm màu và cho nó nhiều cho đẹp ha. Cái này bảng màu tôi tự làm, bạn làm có sẵn trên cái desktop, trên cái ổ cứng của tôi. Hoặc là bạn hãy tự tạo riêng của bạn cũng được. Đây là cái bảng màu của tôi. Thì cái nó mất tiêu rồi. Tôi nhập thêm cái bảng màu có màu da đi. Thì import đâu rồi? Đây rồi. Cho nhập vô cái ring rồi, cái right rồi, natural đây. Ok. Đây sẽ có màu da nè. Nhưng mà cái phần da với cái phần tóc nó dính liền nhau. Nên tôi sẽ vẽ một cái gì đó cho nó tách biệt cái phần da phần tóc nè bạn. Tôi lấy ví dụ nha. Giả sử như bây giờ nếu bạn sử dụng hả? Bây giờ mà nếu các bạn mà thực hiện cái việc mà tô màu bây giờ, giả sử tôi tô thử nha, tôi chọn cái này. Rồi tôi sẽ chọn cái màu da nha. Màu da đây. Thì nó sẽ là, nó sẽ là cùng luôn bạn. Cái tóc với da cùng luôn, do nó chưa có đường line phân biệt á. Nên chúng ta có thể là Ctrl Z vào lại. Tao vẽ cái đường line nhỏ này. Ok, ta vẽ cái đường line dưới này, nhưng mà chúng ta ok, ta vẽ đường line đi. Rồi, cái chỗ này giả sử như tôi vẽ cái gì đi, ta nói liền hai này lại ha. Đây, tôi nói liền, giả sử như tôi làm cho nó nhọn đi ha. Rồi, ta làm cho nó nhọn như thế này đi. Ok, giờ tôi đang chọn cái màu da này rồi. Tôi chọn lại cái này. Hồi nãy chúng ta vẽ này là nét vẽ là 20 đúng không? Tôi nhớ là 20. Rồi ok, ta sẽ nói này với cái phần con mắt chỗ này đi. Rồi, được hả bạn? Ví dụ thôi. Rồi. Giờ chúng ta sẽ cho tô màu lại nha. Hình như hơi bị xấu đúng không? Nhìn sao cho đẹp bây giờ. Rồi đây khá gì đấy các bạn. Giờ chúng ta tô màu nha. Thì nếu bạn nào mà sử dụng phiên bản Harmony Remove á, phiên bản cao cấp nhất á, thì bạn sẽ có cái phần laser ở đây. Nó sẽ có hai lớp là light art và color art. Thì cái này video trước tôi nói rồi ha. Thì cái chúng ta sẽ nói tiêu rồi. Bật cái này lên. Light art nè, đây là color art nè. Thì light là chúng ta để vẽ thôi, còn cái color là chúng ta sẽ tô màu. Rồi ok ha. Thì giờ cái color nó chưa có đường line. Thì bằng cách chúng ta sẽ nhấn vô cái nút này. Sẽ chuyển từ cái đường line art sang đường color art đó chưa đây. Rồi. Nó sẽ có ở đó ha. Giờ chúng ta nhiệm vụ chúng ta là chúng ta sẽ tô màu. Thì tô màu như thế nào? Chúng ta sẽ tô màu nha. Lưu ý là chúng ta đang tô màu trên cái color art nè, chứ không phải line art ha. Color art đây. Line art, color art. Rồi ta tô màu trên color. Bật cái này lên cho thấy hai cái cùng lúc. Ta sẽ chọn cái này. Pen. Tóc giả sử thì ta giống cho cái cô này tóc màu vàng đi. Vàng ha. Thì bạn có thể là đâu tiêu rồi.
Cho tóc màu vàng, vàng tươi hay vàng đậm rất tùy các bạn. Ok, vàng đậm tí nữa thì đây. Rồi, cái làn da đi. Làn da thì chúng ta sẽ chọn là cái skin. Rồi, cái con mắt thì ta sẽ cho màu trắng. Rồi, sau chuỗi cũng là màu trắng luôn bạn. Đây ngọc trai ha. Rồi, cái áo thì bạn hãy cho màu trắng hay là màu gì đó tùy các bạn cho đẹp. Bạn có thể cho áo cái áo màu hường, màu hồng hay gì đó. Tôi thử nha. Rồi ok ha. Xong rồi bạn có thể là tắt đi. Bạn thấy nè, đây là light art, như là cái đường viền thôi. Còn đây là cái layer mà color art, nó sẽ có màu. Ta sẽ tắt cái này đi. Cái này là chức năng là cái đối tượng nào đang chọn á, thì nó sẽ nằm trên cùng. Rồi, kết quả ta sẽ được như thế này. Nhìn đẹp ha bạn. Tóc bạn hãy cho màu vàng thêm tí nữa cũng được. Tôi để tóc hơi tối. Đây là kết quả cuối cùng của ta khi kết thúc video này. Rồi, nói đúng ra chúng ta sẽ làm từng cái bộ phận trên một cái laser riêng nha. Như cái này nè, đây là một sử như laser tóc, laser mắt hay là tai chân gì đó. Những cái bộ phận nào bạn muốn chuyển động thì bạn làm trên một laser riêng để sau này chúng ta đặt khóa cây á, chuyển động cho dễ. Rồi ok, thì video này là kết thúc rồi. Thì qua video sau chúng ta sẽ làm thêm những cái phần gì cái chuyển động animation nữa. Tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là fangimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.